ép Zaluzny từ chức hay âm mưu chính trị. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mâu thuẫn gay gắt giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny vẫn chưa đến hồi kết. Tin đồn về cuộc gặp mặt và sa thải ông Zaluzny đã lan rộng khắp Kiev. Liệu có một cuộc nội chiến nào có thể xảy ra ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng của Ukraine hay không? Bên cạnh tin tức chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine, thì eo biển Đài Loan cũng là điểm nóng tiếp theo chúng ta cần phải bàn tới. Khi mà Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ âm mưu của mình trước sự phản đối kịch liệt của Đài Loan. Để tìm hiểu chi tiết hơn, mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. Nga chờ lời xin lỗi từ Tòa án Liên Hợp Quốc Hiện thì Nga đang chờ đợi lời xin lỗi chính thức từ Tòa án Liên Hợp Quốc sau quyết định của Tòa án Liên Hợp Quốc về vụ kiện của Kiev. Điều này đã được Phó Đại diện Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc bà Maria Sobolovskaya tuyên bố. Tòa án công lý quốc tế của Liên Hợp Quốc mới đây đã xác nhận rằng không có bằng chứng nào về sự phân biệt đối xử đối với người Ukraine và người Tatars ở bán đảo Crimea. Những điều mà chính quyền Kiev và phương Tây đã cáo buộc Nga trong suốt thời gian gần đây. Do đó, các nhà ngoại giao Nga đang yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Kiev và phương Tây. Nhà ngoại giao Zabolovskaya cho biết, Tòa án công lý quốc tế đã bác bỏ mọi cáo buộc của Ukraine, bất chấp áp lực chưa từng có từ phương Tây. Theo bà, những kiện cáo được lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua về sự phân biệt đối xử của người Nga đối với người Ukraine và người Tatars ở bán đảo Crimea hóa ra chỉ là một lời nói dối. Lời nói dối này đã kéo dài từ năm 2014 kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga. Nó đã trở thành nền tảng để các chính trị gia phương Tây chống lại Nga. Cũng theo bà Maria Zabolotskaya, chính quyết định này đã dẫn đến tình hình hiện tại ở Ukraine. Tòa án không chấp nhận các cáo buộc chống lại Nga. Những cáo buộc liên quan đến thảm họa MH17 hoặc coi là Nga chính là kẻ xâm lược. Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky cũng bày tỏ ý kiến tương tự. Với quyết định này, Tòa án Công lý Quốc tế đã xác nhận sự giả dối trong các tuyên bố của Ukraine và chính phương Tây, cũng như là các tổ chức phi chính phủ được trả tiền để cáo buộc Nga phân biệt đối xử đối với người Tatars và người Ukraine ở bán đảo Crimea. Theo các nhà ngoại giao Nga, tòa án đã đưa ra quyết định như vậy trong điều kiện áp lực chính trị rất lớn từ bên ngoài. Họ cho rằng, trên cơ sở những cáo buộc sai trái theo yêu cầu của Kiev, thì các nghị quyết quốc tế được xây dựng nhằm công nhận các nước Cộng hòa Donbass và Liên bang Nga là một quốc gia khủng bố. Ngoài ra, thì các nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, quyết định của tòa án công lý quốc tế một lần nữa đã chứng minh rằng dối trá là nền tảng trong chính sách của Kiev và phương Tây. Tướng Zaluzny sẽ bị sa thải cuối tuần này Kênh truyền hình CNN vừa đưa tin rằng, xác lệnh về việc bãi nhiệm tướng Zaluzny sẽ được Tổng thống Zelensky dự kiến ký vào cuối tuần này. Việc tướng Zaluzny từ chức cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Zelensky ngày càng căng thẳng sau hàng loạt thất bại cả trên chiến trường lẫn đằng sau hậu trường. CNN lưu ý rằng, các ứng cử viên chính cho vị trí của tướng Zaluzny là Budanov và chỉ huy lực lượng mặt đất Alexander Shevsky. Tuy nhiên, cả hai người này đã từ chối vị trí này. Vì vậy mà Tổng thống Zelensky đã phải từ bỏ ý định thay thế trên và đang tìm kiếm ứng cử viên thích hợp. Các nhà báo chỉ ra rằng đây sẽ là cuộc cải tổ mạnh mẽ nhất đối với quân đội kể từ khi người Nga bắt đầu phòng thủ quân sự ở Ukraine. Còn tạp chí Der Spiegel của Đức thì có cái nhìn bi quan hơn. Theo đó là ông Zelensky hy vọng sẽ tổ chức một cuộc cách chức vị tướng quân đội trong im lặng. Nhưng kế hoạch này của ông chắc chắn sẽ thất bại. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, cuối cùng thì cả hai bên đều sẽ suy yếu. Và đó cũng là lý do tại sao ở nội bộ Kiev đang có rất nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Còn giới truyền thông thì tràn ngập tin phỏng đoán. Người ta cũng cho rằng, ông Zelensky luôn cố gắng để cho người Ukraine thấy được một bức tranh đoàn kết. Nhưng Nỗ lực sa thải tướng Zaluzny lại cho thấy sự thiếu tầm nhìn trong giới lãnh đạo của nước này. Còn đối với Tổng thống Zelensky, thì giờ đây việc sa thải tướng Zaluzny sẽ trở thành một vấn đề liên tắc và nếu ông Zelensky không sa thải được vị tướng quân đội này, thì điều này sẽ khiến xã hội Ukraine nhận thấy rằng Tổng thống không có khả năng và cũng không có quyền hạn để có thể cách chức được ông Zaluzny. Trong khi đó, các nhà quan sát lại nhìn thấy một điều gì đó rất kỳ lạ trong vụ bê bối từ chức này. Người ta cũng đang nghi ngờ rằng rất có thể việc tướng Zaluzny từ chức là nhằm mục đích đánh lạc hướng người dân Ukraine khỏi một điều gì đó quan trọng hơn nhiều. Hoặc cũng có thể đó là một âm mưu chính trị phức tạp hơn đằng sau câu chuyện này. Trung Quốc chuyển đường bay đến Đài Loan Được biết rằng, gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu tiếp cận biên giới với Đài Loan. Theo kế hoạch, từ đầu tháng 2 này, Trung Quốc sẽ truyền một trong các đường bay dành cho máy bay thương mại đi qua eo biển này. Phía Đài Loan đang phản đối kịch liệt sau quyết định này của Bắc Kinh, cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng hàng không dân dụng cho mục đích quân sự nhằm cố gắng để thay đổi hiện trạng ở hòn đảo này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, từ ngày 1 tháng 2 này, cơ quan này sẽ đơn phương thay đổi đường bay của các chuyến bay thương mại theo hướng Nam. Đây là tuyến đường chạy dọc theo đường trung tuyến ở eo biển, biên giới không chính thức với Đài Loan. Nó chủ yếu kết nối các thành phố của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. Sau khi thay đổi, thì đường bay này chỉ cách điểm gần nhất của biên giới là 7,8 km. Cũng trong thông báo mới, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu khai thác tuyến W122 và W123 theo hướng Đông, trên thực tế là hướng tới Đài Loan. Các chuyến bay kết nối tuyến M503 tới các thành phố Hạ Môn và Phúc Châu của Trung Quốc. Hai thành phố này gần các nhóm đảo Kim Môn và mã tổ do Đài Loan đang kiểm soát. Điều đáng chú ý ở đây là các chuyến bay hướng đến Hà Môn và Phúc Châu từ Đài Loan đang đi đường vòng quanh trung tuyến thay vì bay thẳng qua eo biển như trước đây. Theo tờ CNN, trước động thái đơn phương này của Trung Quốc, thì cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan đang phản đối kịch liệt. Hội đồng cơ quan về các vấn đề đại lục của Đài Loan yêu cầu Bắc Kinh dừng các hoạt động bay vô trách nhiệm ngay lập tức. Cơ quan này cho rằng Trung Quốc đang tìm cách để thay đổi hiện trạng ở eo biển. Đồng thời cho biết những đường bay mới của Trung Quốc không chỉ xem thường an toàn hàng không và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Đài Loan mà còn thể hiện ý đồ cố tình sử dụng hàng không dân dụng để làm vỏ bọc cho những ý định chính trị và quân sự của mình. Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cũng cho biết các động thái này đã trái ngược với sự đồng thuận xuyên eo biển được đưa ra vào năm 2015. Cơ quan này cho rằng Trung Quốc tuyên bố triển khai tuyến M503 sát đường trung tuyến sẽ gây lo ngại đối với chủ quyền của đảo Đài Loan. Các nhà nghiên cứu quân sự của Đài Loan chỉ ra rằng, đường bay mà Trung Quốc mới điều chỉnh này sẽ chỉ cách đường trung tuyến 7 km. Và điều này sẽ hạn chế thời gian cảnh báo và phản ứng của lực lượng phòng không Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan đã bình luận về sự nổi giận của Bắc Kinh. Nhưng phía bên kia eo biển thì lại nhấn mạnh rằng, việc thay đổi đường bay M503 là vì lợi ích chung của cả Trung Quốc và Đài Loan. Điều này sẽ giảm ùn um tắc trên các tuyến đường hàng không. Phát ngôn viên của Đại lục về các vấn đề Đài Loan, ông Trần Bân Hoa đã tuyên bố rằng khu vực Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và không có cái gọi là đường giữa. Được biết, đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan trong nhiều năm qua đã đóng vai trò là giới tuyến không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc. Con đường này đã được hai bên thỏa thuận kể từ những năm 1950. Nhưng mà hiện nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không công nhận sự tồn tại của tuyến đường này vì coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc đã khẳng định điều này bằng cách cho máy bay chiến đấu thường xuyên bay qua giới tuyến này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy rằng Bắc Kinh đang cảnh báo Đài Loan về nguy cơ leo thang trong khu vực do mong muốn độc lập của Đài Loan. Cũng theo ông Trần Văn Hoa, nếu đang tiến bộ dân chủ Đài Loan tiếp tục con đường tìm kiếm độc lập, thì điều đó sẽ khiến hòn đảo này rơi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa. Sau cuộc bầu cử ở Đài Loan, dự kiến sẽ có một loạt các chuyến thăm của các chính trị gia và nghị sĩ phương Tây đến hòn đảo này. Điều này rõ ràng sẽ gây ra những phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông hàng hải và hàng không trên eo biển Đài Loan. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.